có vai lồn. Cần 15 phút yên tĩnh. Đừng ai quấy rầy tôi là được. Mình phải cắm xong lại thuê xe không? Không quá là giờ là yên tĩnh rồi. Tắt chuông đi nhá. Quan này cố gắng làm nốt quan nữa, mai rét rồi nghỉ rét. Thank you.
chưa? Ui. Tôi cầm lấy cái lồng. Tôi chết rồi. Được khỏe đấy rồi. Quên không mang túi đựng rồi. Nhà có băng dính điện không? Có. Chị tầm như thế này mà anh em không bắt. Thằng này cậu gọi ông Mỹ này. Ôi cười cười đẹp thế. Cười tấm. Mày cầm hai chân thôi. Cho chim vào nó sợ. Cường quá đẹp luôn. Đấy không 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 phải cầm vậy đâu. Mày cứ túm hai chân này ra. Đưa chân ra. Đấy, cứ cầm vậy thôi. Bỏ tay ra, kệ nó. Đừng sờ vào. Nó không bay nữa đâu. Cường đẹp thế, nó đi thâm này. Được đấy. Tí để xem lại clip. Cẳng lắm, chim nay không bắt, các bố bắt chim nào. Mỗi tội đáo mang túi đựng. Chim béo sợ người. Đi lại lên rồi lại xuống nhỉ. Mới đi học đi muộn rồi. Mới nghỉ. Mới nghỉ à? Thế thôi thì đi chơi đi. Nhớ đi Đức ngồi, ông Kiếp à. Thế mày cầm anh chụp ở đây, anh Kiếp. Thế đéo lúc nãy anh để ý là mang đi rồi. Nhà mấy con này chẳng anh chụp ở đây. Hai cầm xo đi. Được á. Tí nữa mày một tay mày cầm đấy, một tay mày cầm cục trì. Tháo rồi. Ôi thằng Hâm, địt mẹ không có gì đựng đâu. Đâu rồi cầm cho. Mày cứ cầm chân đúng như vậy cho anh, không bao giờ nó ra được. Đấy. Cười ác ghê. Ê. 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 Mấy giờ rồi đây? Bao nhiêu anh? Cái gì? À, cái đấy á? Ừ. Đéo. À, hình như vợ anh mặc 200k. Ừ, đúng rồi, 24 với 24 là 200k. Thì về đã. Nhà có băng dính điện không? Dính gì? Không mang túi đựng đâu. Quấn cánh à? Không. Ờ, quấn chân với quấn cánh rồi thôi. Quấn cánh xấu đi. Tốt nhất là anh về anh lấy cái lồng. Thật 5 phút thôi. Đi em cầm chua. Nó chết rồi đâu.